Làm cả buổi trong lòng đã đôi, lên mâm cơm mà giả rối tự thêm dò. Kính mời cha mời mẹ sống vui, mời tất cả rồi tôi mới cầm đùa. Tôi thì mắc cỡ nên ăn nhỏ nhẹ, còn tía vợ của tôi ông vừa húp vừa lua vừa hỏi chuyện năm xưa báo hoài, tôi không kịp trả lời. Ông hỏi ông già của tôi sao bất hạnh qua đời đó, rồi ông hỏi tiếp á, nhà của tôi á ở cái xóm cầu ngang, vậy mà tổ cứ hướng nam hay là về cái hướng bắc. Lên mâm cơm ông vừa nhậu lai rai vừa hỏi nhiều câu thật ngặt, tôi mới lựa lời đáp lại cho nó vui. Trước bữa cơm tôi nuốt đâu một chén mà hỏng tôi đây phải nghẹn mấy lần. Cơm đó nghe, tôi bảo dạng mong men ra sau nhà bếp, thấy vợ của tôi hương bát ở sau hè. Vợ tôi lấy tôi ra dưới gốc sùng, hai đứa nhìn nhau mà tâm sự hẹn hò. Tôi mới than phiền rằng em ơi, tánh của anh thì hay nhút nhát, và tới cái bên này không khác một cái thằng ngay. Vì em anh mới qua đây, cái thân làm ghế đời này khổ ghê. Biết sao người khỏi cười chê, cưới được con vợ cũng è cái đầu. Tôi làm lục cực khổ, vợ tôi nó cũng thông cảm, mà tôi cho cái thân làm rể nên nó mới an ủi với tôi rằng: anh ơi, anh ráng làm cho vui lòng cha mẹ, không còn có mấy tháng nữa là chúng mình á sẽ cùng sum họp với nhau à. Tôi nghe qua mà sung sướng biết bao, nên bảo giản nắm lấy tay vợ mà thốt nên lời từ và cánh hoa hồng. Tôi mới về nhà cứ đêm đêm á, để chắc khăn thiêu dưới gối mà tâm hồn vẫn mơ tưởng tới ai kia. Đêm đêm mộng đẹp hiện về, tôi cứ mơ màng hình bóng của vợ tôi.